Thưa quý vị, thưa các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đà Tẻ. Chương trình hôm nay có các nội dung sau đây. Hội nghị truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho thành viên ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Tẻ. Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè trên địa bàn huyện Đà Tẻ. Liên đoàn lao động tổ chức công bố quyết định kết nạp hội viên và thành lập nghiệp đoàn vận tải huyện Đà Tẻ giới thiệu về mô hình chăn nuôi hiệu quả tại thị trấn Đà Tẻ. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 31 tháng 5 2024, Ủy ban nhân dân huyện Đà Tẻ phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị truyền thông về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp cho các thành viên ban chỉ đạo tự hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cấp huyện và cấp xã năm 2024. Tham dự có đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng, trưởng phó và các thành viên ban chỉ đạo tự hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp huyện, lãnh đạo và toàn thể nhân viên dịch vụ thu bưu điện huyện, bưu cục Việt theo bốt đã tẻ, trưởng phó ban chỉ đạo chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các xã thị trấn. Tại hội nghị, đồng chí Mai Ngọc Hưng, trưởng phòng truyền thông bảo hiểm xã hội tỉnh đã phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tự đóng và bảo hiểm xã hội tự nguyện, tập huấn quy trình nghiệp vụ về lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng, quy trình thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, giải đáp thao gỡ những khó khăn vướng mắc cho các thành viên ban chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương làm tốt công tác chăm sóc khách hàng nhằm duy trì bền vững người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng, trang bị kỹ năng tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng. Được biết, trên địa bàn huyện Đà Tẻ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai ngay từ đầu năm, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 4.572 người, đạt độ bao phủ 17,04%. Bảo hiểm y tế là 42 2 người, đạt độ bao phủ là 93,75%. Thông qua hội nghị nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giúp các thành viên ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và cán bộ nhân viên hiểu rõ các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng như vai trò trách nhiệm của ban chỉ đạo các cấp cho tiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại địa phương. Đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của ban chỉ đạo các cấp trong việc chỉ đạo công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm sâu tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng năm 2024. Sáng ngày 1 tháng 6 năm 2024, Ban chỉ đạo hoạt động hè và tháng hành động vì trẻ em huyện tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2024 với chủ đề "Hành động thiết thực" ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Bí thư huyện ủy, huy, đồng chí Phạm Thị Tu Hường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Đinh Viết Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo hoạt động hè và tái hiện động vì trẻ em cấp huyện. Hoạt động hè và tái hiện động vì trẻ em năm 2024 với các hoạt động như sân chơi măng non vui hè, dễ bơi miễn phí cho trẻ em các xã thị trấn, giải bóng đá thiếu nhi hè, liên hoan tiếng hát giai điệu mùa hè, giải bóng đá thiếu nhi cấp tỉnh, luân chuyển thư viện sách về địa bàn các xã thị trấn phục vụ bạn đọc qua đó nhằm trang bị kỹ năng tương tác lành mạnh trên môi trường mạng kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích phòng chống đuối nước phòng chống xâm hại trẻ em tạo điều kiện cho thiếu nhi có sân chơi ý nghĩa lành mạnh và bổ ích những năm qua việc thực hiện các quyền của trẻ em đã được đảng nhà nước quan tâm sâu sắc cùng với sự tham gia vào cuộc tích cực của các cấp các ngành đoàn thể xã hội của cộng đồng và mỗi gia đình nhờ vậy nhận thức của xã hội và người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được nâng cao, thực hiện ngày càng đầy đủ hơn các quyền cơ bản và nhu cầu của trẻ em, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai nhằm thúc đẩy sự quan tâm của các ủy, chính quyền, các ngành gia đình và xã hội trong việc bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, chăm lo cho trẻ em phát triển toàn diện, tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, vận động xã hội cùng chung tay góp sức tích cực hơn nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, tạo điều kiện cho các em có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh, hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, đuối nước, khuyến khích các cá nhân, tổ chức chủ động lên tiếng tố giác khi phát hiện các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. Sau lễ khai mạc, huyện đoàn phối hợp tổ chức sân chơi măng non vui hè cho các em thiếu nhi trên địa bàn của huyện. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tổ chức lễ ra mắt và kết nạp đoàn viên nghiệp đoàn vận tải huyện Đà Tẻ. Đây là nghiệp đoàn vận tải thứ hai được thành lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tham dự có đồng chí Lê Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Hồ Quốc Phong, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Trương Quang Lang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cùng toàn thể 25 đoàn viên nghiệp đoàn vận tải Đà Tẻ. Nghiệp đoàn vận tải huyện Đà Tẻ được thành lập dựa trên căn cứ điều lệ Liên đoàn Lao động Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện điều lệ Liên đoàn Lao động Việt Nam được sự quan tâm hướng dẫn của ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh lâm đồng và huyện đà tẻ nghiệp đoàn vận tải huyện đà tẻ được thành lập với 25 đoàn viên đây sẽ là đơn vị đại diện chăm lo no, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động đồng thời đây là cầu nối lắng nghe ý kiến và kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho lực lượng lao động lái xe tự do kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện tối đa cho những người lái xe tự do làm công việc của mình để có thu nhập tốt hơn bên cạnh đó tuyên truyền và tiếp tục thu hút lái xe tự do tham gia nghiệp đoàn, tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an sinh khi hết độ tuổi lao động. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện Đà Tẻ có năm xuất quà trao tặng cho năm đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hiện nay, nhiều hộ nông dân trên địa bàn thị trấn La Tẻ còn triển khai thực hiện nhiều mô hình chăn nuôi đem lại lợi nhuận cao, góp phần tăng thu nhập phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Trong đó nổi bật là mô hình nuôi thỏ thương phẩm của anh Nông Ngọc Thiện ở tổ dân phố 8A thị trấn Đạ Tẻ. Từ nguồn thu nhập chính của gia đình là trồng lúa, trồng dâu nuôi tằm, tháng 4 năm 2023 vừa qua, anh Nông Ngọc Thiện ở tổ dân phố 8A thị trấn Đạ Tẻ mong muốn tìm kiếm thêm nguồn thu nhập khác để phát triển kinh tế gia đình. Qua tìm hiểu trên báo đài, anh Thiện thấy các địa phương khác một số hộ nông dân nuôi thỏ đem lại thu nhập cao. Sau đó, anh Thiện quyết định thử nghiệm với giống thỏ New Zealand. Tận dụng phần đất trống gần nhà, anh Thiện xây chuồng với diện tích 100m2, nền bằng bê tông với tổng kinh phí ban đầu hơn 50 triệu đồng để làm chuồng và mua 40 con thỏ giống. Nay tổng đàn của anh Thiện đã gần 200 con các loại, trong đó khoảng 34 thỏ cái đang trong giai đoạn sinh sản. Thỏ được nuôi riêng từng cặp trong lồng bằng dây kẽm, cách mặt đất khoảng 7 tấc, mỗi lồng đều có mang ăn và vài uống nước tự động sạch sẽ hàng ngày anh Thiện cắt cỏ voi hồng trong vườn nhà cho thỏ ăn. Để tăng năng suất và thỏ đạt trọng lượng tốt, anh Thiện còn bổ sung thêm các thức ăn từ tinh bột, đạm, từ thức ăn công nghiệp của heo và gà. Thỏ nuôi từ 3 đến 3,5 tháng đạt trọng lượng từ 2,5 đến 3 kg là có thể xuất bán thỏ thịt. Tháng 12 vừa qua, anh xuất bán cho thương lái tại Phương Lâm 80 con với giá từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng trên 1 kg. Ngoài ra anh bán lẻ khoảng 50 con cho bà con quanh thị trấn và các xã lân cận Như vậy mỗi con thỏ thịt anh Thiện bán được từ 200 đến 240 nghìn đồng Ngoài nuôi thỏ để bán lấy thịt Anh Thiện còn tìm hiểu cách nhân giống, lai phối giống Để nhân rộng cho mô hình thỏ của gia đình mình Hiện nay trong chuồng có 6 thỏ đực và 34 thỏ cái đang trong giai đoạn sinh sản Sau 6 tháng nuôi thỏ đực đạt trọng lượng từ 3kg trở lên Và thỏ cái được 5 tháng tuổi đặt trọng lượng từ 2,7 kg trở lên là có thể đem phối giống. Thỏ mang thai trong 28 đến 30 ngày thì cho sinh sản. Mỗi năm thỏ cái sinh sản từ 6 đến 8 lứa, mỗi lứa trung bình từ 6 đến 10 con. Thời gian thỏ đẻ và tiết sữa nuôi con, anh tiện luôn đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt, nước uống đầy đủ. Thỉnh thoảng anh cho thỏ mẹ uống nước đường hoặc ăn mía để phục hồi sức khỏe nhanh và tiết sữa nhiều. Số thỏ con này anh không bán mà để tiếp tục nuôi đẻ tăng đàn. Mô hình nuôi thỏ của gia đình anh Nông Ngọc Thiện là mô hình còn khá mới ở địa phương. Do đang nuôi thử nghiệm nên lượng xuất chuồng thỏ thương phẩm của anh Thiện chưa nhiều. Đầu ra chủ yếu vẫn là bán thịt cho bà con quanh thị trấn, các quán ăn trong vùng và thương lái tại Phương Lâm. Anh Thiện cho biết đã có một vài mối biết đến mô hình nuôi thỏ của gia đình nên muốn đạt số lượng lớn nhưng số lượng thỏ trong chuồng vẫn chưa đủ để đáp ứng. Sắp tới, gia đình dự định sẽ mở rộng chuồng trại và đầu tư nuôi thêm 100 con thỏ như vậy mới đủ lượng cung cấp cho thị trường Nuôi thỏ ít tốn chi phí Công chăm sóc không nhiều Mỗi ngày chỉ cần cho ăn hai lần Thỏ tự uống nước bằng vòi Cũng ít bệnh Chủ yếu là bị nổi ghẻ và tiêu chảy Sau khi sử dụng thuốc phòng trị Thì sẽ không lây cho những con khác Và phát triển bình thường Chúng phải vệ sinh sạch sẽ hàng ngày Tạo độ thông thoáng Thì thỏ sẽ sinh trưởng tốt Sau khi vệ sinh chuồng Có thể tận dụng phân thỏ để bón cho cây trồng Ngoài trồng dâu nuôi tằm, trồng lúa cho thu nhập ổn định. Từ mô hình nuôi thỏ, mỗi tháng anh cũng có thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng. Nhờ đó, kinh tế gia đình anh cũng ổn định hơn. Có thể thấy với quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương, cộng thêm đức tính sinh năng, chịu khó, chịu tìm tòi học hỏi đã giúp người nông dân nông Ngọc Thiện đạt được những thành công ban đầu từ mô hình nuôi thỏ. Hy vọng mô hình này sẽ tiếp tục nhân rộng để nhiều hộ nông dân khác cùng học tập làm theo để tăng thu nhập phát triển kinh tế gia đình theo hướng bền vững